Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học thần thông để báo thù. Milarepa là người Tây Tạng. Động cơ khiến ông tu đạo chẳng phải để cứu độ chúng sinh mà để báo thù cho cha mẹ. Cũng vì lúc khởi đầu mục tiêu không chính đáng nên ông mới lạc vào đường trắc trở, khiến cho tư tưởng và hành vi chẳng khác gì Atula. Ý muốn thường xuyên của ông là tiêu diệt người ta, trừ mình ông ra, đó là điều trái hẳn với đạo. Người tu đạo không thể mang tâm sân hận, nuôi chí báo thù, nếu không sẽ biến thành quyến thuộc của ma vương. Về sau, do công tu mang lại chút ít thành tựu, ông dùng mật chú và thần thông để báo thù rửa hận. Kết quả thì thù đã trả xong, hận đã được rửa sạch. Có điều, những hành vi của ông không những làm trở ngại việc tu đạo mà còn phản lại tinh thần từ bi của người tu. Phàm là người tu đạo phải lấy từ bi làm gốc mà tùy nghi hành động. Ông thì trái ngược hẳn lại, trong tâm chỉ có sự cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì. Chẳng riêng đối với người tại gia mà còn khinh thị đối với hạng xuất gia nữa. Đó là do ông chỉ biết một mình ông, ngoài ra không biết tới ai khác. Ông đã có những loại ý tưởng đó thì chẳng ai nói gì cho ông hiểu được. Dụng công tu đạo bằng tâm oán hận thì dù tu trong bao lâu cũng vẫn còn tư tưởng thù hận. Ông dùng mật chú và thần thông để làm công việc báo cồ và rửa hận, nhưng có biết đâu như vậy là đã sai lầm nhân quả. Tương lai sẽ phải chịu quả báo. Hành động như vậy là do quan niệm sai lầm, và tôi nghĩ rằng ông cũng biết điều đó. Tuy nhiên, biết thì có biết, mà tâm tưởng đã bị sân hận chi phối rồi, đâu còn tự mình làm chủ được nữa, do đó mới hành động điên đảo, và kết quả đã đưa ông vào cảnh giới ma vương, thật là nguy hiểm. Ai ai cũng biết làm việc thiện là đúng, nhưng không ai muốn làm. Tại sao? Bởi làm việc thiện thì chẳng thấy gì hay. Như giữ giới chẳng hạn là một điều tốt, nhưng không ai giữ giới cả. Theo đúng quy củ là tốt, nhưng mọi người không theo. Tất cả đều biết rõ, không giữ giới, không giữ quy củ là không đúng, nhưng cứ phạm lỗi hoài, hết thảy mọi thứ đều như vậy, suy ra khắc biết. Chẳng qua cái đó là do căn cơ hạ liệt và lười biếng mà phát sinh ra, cái đó nói cho ngay, không có gì là cao thượng là đạo đức cả. Có câu nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Hạng người nói trên không muốn đi lên mà chỉ muốn đi xuống, đúng là không có thuốc chữa. Tôi thường nói, tu đạo như đăng bách xích can, hạ lai dung dị thượng khứ nan. Nghĩa là, tu đạo cũng giống như leo lên cây sào cao trăm thước, leo xuống thì dễ, leo lên thì khó. Hôm nay, tôi nêu ra tà chi tà kiến của Milarepa để chúng ta cảnh giác. Nói tóm lại, tu đạo phải có lòng vô duyên từ, có tư tưởng đại bi đồng thể, học hỏi tinh thần của tiên nhẫn nhục. Một trong những tiền thân của Đức Phật, khoan thứ mọi người mới xứng đáng là đệ tử Phật. Ha ha ha, 问什么的说